thứ hai. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại tập 2 từ truyền đến volleyball BCT. Nên đầu tiên cho bạn gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc may mắn đến tất cả mọi người, chúc riêng cho những anh em đã ủng hộ cho volleyball trong suốt thời gian qua thì thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Thì xin chia sẻ với mọi người ở tập 2 này thì bạn sẽ xin được kể cho mọi người nghe kỷ niệm rất đáng nhớ của Adebank khi lần đầu tiên đụng độ Khánh Super, Tài Sụng và anh Tà ở ngoài đời, cụ thể là ở trên trình quê hương của volleyball BCT, cho mọi người được biết và lắng nghe. Nếu như mọi người thấy video này hay thì đừng quên cho bạn một đăng ký kênh, đặc biệt là một chia sẻ để nhận được thông báo khi có video mới mọi người nhé. Bắt đầu câu chuyện này thì câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi, cụ thể là vào ngày 1 tháng 1 năm 2013. Lý do bạn nhớ được rõ ngày này là bởi vì ngày này cũng là ngày cưới của một người bạn thân của Bẹp. Thì thời nọ thì Bẹp 2013 thì Bẹp mới chỉ 24 tuổi thôi, và ngày đó thì Bẹp cũng chưa chính thức có làm YouTube và cũng chưa biết nhiều về YouTube, cho nên ngày đó thì cũng không thể quay lại hay là lưu lại những được video nào về lần xuất hiện của bộ ba khét tiếng bóng phiên đồ miền Nam thời lúc bấy giờ. Cụ thể là Khánh Super, Tài Sụng và anh Tà khi bộ ba này đánh các kèo ở chỗ bên ở. Cụ thể thì trưa ngày 1 tháng 1 năm 2013, lúc đó là tầm khoảng 10 đến 11 giờ sáng ngày hôm đó, thì sau khi tham dự lễ cưới của người bạn thân xong thì Bèm và anh em có thấy ở sân bóng chuyền đồ anh Hải Bích. Lúc đó ở chỗ Bèm thì sân anh Hải Bích là sân đạt chất lượng nhất về sân bóng chuyền, sân làm bằng nền đất và cát y hệt như sân bóng chuyền đồ của anh em miền Nam ngày nay. Và ngày đó thì ở sân của anh Hải Bích tập trung rất là đông, từ các vận động viên nổi tiếng của quê hương Bèm cùng với những người rất là lạ và rất nhiều ông bầu về bóng chuyền, về thể thao và các bộ môn khác góp mặt. Thì do tò mò nên Bèm cùng tất cả những người bạn của mình đã phi xe qua và đã chính thức chứng kiến bộ ba Khánh Super, Tài Sụng và anh Tà cùng hàng xảo miền Nam tham dự các kèo hèn ở sân đấu này. Cụ thể xin chia sẻ với mọi người thì ngày đó thì Bèm cũng chưa nhận ra được Khánh Super, anh Tà, Tài Sụng và anh Tà đâu, bởi vì thời đó thì mạng xã hội chưa phát triển và cũng chưa ai có nhiều video về ba nhân vật này. Mãi đến sau này thì khi lên mạng xem thì Bèm mới nhận ra ba gương mặt mà mình đụng độ ngày hôm đó là anh là Khánh Super, Tài Sụng và anh Tà. Cụ thể thì khi vào đến sân thì cả bản thân Bèm cũng như những người bạn đi cùng hoặc là tất cả hàng xảo đều bị đánh lừa, bởi vì vẻ bên ngoài của bộ ba mà Bèm vừa kể trên, cả ba ăn mặc quần dài, cụ thể là quần bò dài. Vào năm 2013 thì một thời gian lúc đó là những chiếc quần bò ống rộng và dài. Bên cạnh đó thì cả ba đều mặc áo thu đông, vì ngày hôm đó thời tiết cũng khá là lành, mặc áo thu đông dài tay, nhìn dạng tác phong thì không có gì là thể thao hết. Thì ngay lập tức khi đến sân của anh bạn Hải Bích thì cả công bầu bắt đầu gặp chủ sân và bàn về các kèo, thì cũng rất là bất ngờ. Thì anh Hải Bích mặc dù là rất kinh nghiệm về thần lực và cũng cả kèm, nhưng sau khi ông bầu nói chuyện và nhìn ngắm ba vận động viên của chúng ta là Khánh Super, Tài Sụng và anh Tà thì bật cười và còn nói đùa một câu là thôi thì đưa ba vận động viên này về để đi chăn trâu đi, chứ đánh đấm như người như dạng người như thế này thì đánh đấm làm sao được. Và tất cả khán giả lẫn anh Hải Bích lẫn các anh em bóng chuyền chỗ Bèm ở đều bật cười. Mà khi ông bầu của bộ ba miền Nam khẳng định là bộ ba này sẽ tiếp tất cả các kèo, thì khi đó thì bắt đầu mới nghiêm túc làm kèo. Và cụ thể thì kèo đầu tiên ngày hôm đó là kèo 3-3, cụ thể là bộ ba Khánh Super ở biên bối, Tài Sụng ở công giữa và anh Tà chuyền hai, thi đấu với bộ ba chỗ Bèm lúc đó là
Bảo Ngọc, Doãn Hùng và Văn Quyết đều hiện diễn ra rất nhanh, số rất lớn. Và chiến thắng thì như mọi người cũng có thể đoán được thì nghiêng hẳn về bộ ba miền Nam. Và kết thúc kèo thứ nhất thì thắng đến kèo thứ hai thì vẫn tiếp tục là như vậy, nhưng mà mỗi bên thêm một người. Và cụ thể thì ở bên Khánh Shipper hình như là thêm sáng lửa hay sao ấy. Mãi đến sau này thì mình cũng không thể nhận ra được nhân vật này, bởi vì nhân vật này người đầm, nhưng mà theo nhiều anh em ngày hôm đó thì sau này thì bảo đó là sáng lửa, thì những bạn cũng không có nhiều hình ảnh hay thông tin về vận động viên này, chỉ biết chắc chắn là Khánh Shipper tài sủng và đánh đà thi đấu kèo thứ hai và sao? Tiếp tục vì kết quả cũng không có gì bất ngờ khi bộ ba miền Nam tiếp tục giành thắng lợi. Thì lúc này thì hàng xạo lẫn khán giả lẫn cả bản thân Beng thì bắt đầu mới thấy sợ bộ ba này, bởi vì đánh vị trí bên bộ lưng Khánh Shipper lúc đó dáng người rất nhỏ nhắn, đầu cắt đầu đinh bật rất cao, cao đến nỗi mà vì trọng tài nói vui rằng ông ta chấm một điều thuộc hút công hình giấy chuối luôn đấy. Được thuộc thì vận động viên này mới tiếp đất, thì mọi người có thể hiểu được sức bật kinh khủng của Khánh Shipper thời đó là như thế nào. Trong khi đó thì ở cầu giữa thì anh Tài Sùng thực hiện những phá bóng nhẹt, những phá bóng nhẹt bằng ba ngón tay thôi mọi người, nhưng mà nhẹt bóng rất uy lực, những ý hệt như một quả đập rất là kinh khủng. Còn anh ta phòng thủ bắt bực một và chuyển hái thì cực định, làm choáng váng hàng xạo của chỗ đang ở và những khán giả mà trung đầu. Thì cụ thể sau khi thua hai kèo rất trọng vạnh rất nhanh và một số tiền cũng khá là lớn, thì lúc này ở chỗ đang ở từ khán giả cho đến người hâm mộ thì bắt đầu đổ số về đông hơn, đổ số về rất là đông và bắt đầu hỏi han thông tin về các vận động viên. Nhưng mà như mọi người đã biết đã đi đánh đồ thời gian đó thì thông tin rất kín, cả ba người Khánh Shipper, Tài Sùng lẫn anh ta đều không nói gì hết, cứ im lặng và chỉ nói chuyện một hai câu với ông bầu thôi. Còn tất cả cáp kèo như thế nào hay là kèo đồ bao nhiêu thì ông bầu lo hết, chính vì thế mà không ai có thể biết thêm được thông tin gì về bộ bá này. Và sau khi thắng hai kèo rất nhanh thì hàng xạo của chỗ Beng vẫn muốn đánh một kèo nữa, nhưng mà bây giờ buộc bên miền Nam phải chấp, một là chấp điểm, hai là chấp người. Và cụ thể sau khi một hồi bàn bạc thì bộ ba Khánh, Tài, Tà thì quyết định chấp người, có nghĩa là bên miền Nam ba Khánh, Tài, Tà sẽ đánh với ở bên chỗ Beng thêm một người nữa là bốn. Và cụ thể thì vận động viên có khả năng đánh solo cũng khá là hay ở chỗ Beng là Huy Lị, thì được đốn lên đánh truyền hai và đi thủ. Thì sau khi làm kèo thì bộ ba miền Nam cũng gắn điểm rất nhanh ở trận đấu thứ ba này, sau khi Khánh Shipper thể hiện những cú phạt bóng bão đầy uy lực và có giấy phạt bóng lên đến 5 điểm số và dẫn tới điểm số lúc đó là bạn nhớ là 12 năm, chính xác là 12 năm và ăn một điểm nữa là 13 năm và bắt đầu đổi sân. Thì lúc này bên team của Beng xin hội ý và bên Khánh Shipper cũng đã nói gì đó với ông bầu. Và cụ thể thì sau khi hội ý thì một điều bất ngờ đã xảy ra không ai dự đoán được, đó là đội tuyển bù ba của miền Nam bắt đầu thả kèo cho anh em ở chỗ Beng lật ngược trận đấu đó với tỷ số chung cuộc là 25-23. Và có nghĩa là hàng xảo của Beng cũng như tất cả các anh em bóng chuyền ở chỗ Beng ở thì gỡ lại được kèo đó, mặc dù không gỡ được hết nhưng mà cũng gỡ lại được một kèo. Và sau khi kết thúc xe đó thì tất cả các kèo 33 và 34 đều tạm dừng, không đánh nữa và chuyển sang làm kèo solo cho anh Tà. Thì như nhắc đến anh Tà thì mọi người cũng dễ dàng nhận ra ngay ở trên các clip vừa trên mạng xã hội bây giờ, anh Tà là người có khả năng sử dụng gậy nhựa và đánh solo rất hay. Anh Tà có thể đánh solo với bất cứ vận động viên nào, miễn là đánh solo. Và thể hình của anh Tà thì mọi người cũng đã biết tầm cao, chiều cao tầm khoảng 1m63-64 gì đó thôi, cân nặng tầm 44-45kg, rất nhỏ nhặn nhưng mà rất nhanh nhẹn. Và sau khi kèo 33 và một kèo 34 xong thì anh Tà đã
liên tiếp giành chiến thắng 5 kèo liên tiếp. Kèo nào cũng sổ rất là lớn. Tổ điểm sổ 5 vào năm 2013 nếu như tính với giá trị tiền hiện tại thì nó là vô cùng chênh lệch. Thì nói về anh Tà thì Ven cũng chỉ biết bãi phục anh Tà, bởi vì mặc dù người nhỏ nhưng mà cách xử lý binh khí là người như cực kỳ điêu luyện, cực hay, rồi thông minh. Và chỉ cần ai bắt kèo với anh Tà và vào hai vận động viên qua lại với nhau tầm một vài điểm số thôi thì anh Tà sẽ biết ngay được là người kia có đủ khả năng để đánh với mình hay không. Chính vì thế mà tất cả các kèo đồ đều do anh em miền Nam cáp và cầm kèo. Chính vì thế mà ở ngày hôm đó thì Bèn còn nhớ rất rõ là anh Tà đã thắng được 5 trận solo liên tiếp với 5 người. Và trận đấu để lại ấn tượng nhất cho Adebeng đó là trận anh Tà solo với người anh con bạn rất thân của Bèn, đó là anh Thiệt. Anh Thiệt là một vận động viên có khả năng solo hay nhất thời điểm đó ở chỗ Bèn. Và anh Thiệt cũng là người đầu tiên sửa kèo của anh Tà, thất vi, bởi vì trước đó 4 kèo thì anh Tà đều đánh với kiểu bá chàm, có nghĩa là đánh solo với người còn lại thì cả anh Tà, Tà và người kia thi đấu bá văn và chỉ được phạt múc chào, có nghĩa là chỉ được phạt thấp tay với mọi người. Nhưng đến kèo thứ 5, kèo gặp anh Thiệt của Ben thì anh Thiệt lại sửa kèo và bảo là anh Thiệt sẽ chỉ đánh một tay và vịt cho vịt cao tay, không nhảy phạt nhưng mà cho phạt cao tay như thế này. Và anh Thiệt chỉ bắt một tay, một là nếu như chàm quả đầu bằng tay phải thì sẽ ba bạt bằng tay phải, chàm quả đầu bằng tay trái thì ba bạt sẽ là tay trái. Chính vì thế mà sau một hồi suy nghĩ thì anh Tà không đồng ý, và anh Tà bảo là nếu như anh Thiệt của Bèn phạt tấn công thì sẽ chỉ được chọn một là sử dụng tay phải, hai là sử dụng tay trái thì mới đánh, còn không nếu như muốn sử dụng cả hai tay như thế thì sẽ chỉ được phạt thấp tay. Và theo góp ý của Bèn thì Bèn đã khuyên anh của Bèn là không nên chọn quả phạt tấn công, phạt thấp tay cũng được nhưng mà sử dụng hai tay, có nghĩa là đợi tay nào thì sử dụng ba bàn tay ấy thì sẽ lợi thế hơn, bởi vì người anh của Bèn có khả năng solo một tay rất hay và hai tay là như nhau. Nếu như để chọn lấy một quả cống và lấy một quả bớt đi một cánh tay thì sẽ rất là thiệt thôi, nhưng mà do thứ nhất là tính chất của kèo đậu, thứ hai là cũng rất là tự tin vào bản thân cho nên người anh của Bèn đã quyết định không sử dụng cánh tay trái mà đổi vào đó là lấy có phạt tấn công và cạp kèo. Cạp kèo này và kèo này sổ ngọc thân là Bèn nhớ là 5 cây, 5 cây lúc đó phải bằng 50 cây giờ. Và ở ngoài hàng xã cũng rất là tự tin, rất là lũ sơ bu, có thể nói là lao vào kèo này rất là lớn. Và kết quả thì hoàn toàn bất ngờ, mặc dù thi đấu solo rất hay, rất bản lĩnh với anh Tà ở những điểm số đầu tiên, và những đến khi qua đến điểm số thứ 15 thì thế trận lại cực kỳ an bài, đó là thế trận một chiều cho anh Tà, bởi vì anh Tà phản thế cực kỳ hay, phạt cắt bóng luôn đi vào phần phía tay trái của anh Thiệt khiến anh Thiệt không thể được sử dụng tay trái, và theo như phạt xà quét thì anh Thiệt cứ sử dụng cánh tay trái không được phép của mình để tiếp bóng và liên tục bị bắt thua. Và cuối cùng thì đã gạt điểm với tỷ số là 25-17, thua rất trọng vảnh. Và ngày hôm đó thì anh Tà thắng kèo rất là lớn, và đó là cũng là những kỷ niệm mà Bèn muốn chia sẻ với mọi người về khả năng làm kèo và khả năng đánh đồ của anh em miền Nam, mà cụ thể ở đấy là của ba anh Tài Súng, Khánh Trúc Bơ và anh Tà. Thi đấu không nói một câu gì từ đầu đến cuối và thi đấu cực kỳ hay, đặc biệt là anh Tà với khả năng solo nghệ và khả năng nhẹ bóng của anh Tài Súng cùng với khả năng nhảy phản tấn công và đập bóng ở vị trí biên bộ rất kinh khủng của anh Khánh Trúc Bơ. Xin lỗi là Khánh Trúc Bơ, bởi vì cả Tài lẫn Khánh Trúc Bơ và anh Tà có lẽ là sẽ còn ít tuổi hơn Bèn. Và cũng xin chia sẻ với mọi người câu chuyện rất là vui và rất là đáng nhớ của tính bản thân Adebeng về bóng đá, cùng bộ bóng truyền kẹt tiếng Kendo miền Nam
lúc bây giờ để chia sẻ đến mọi người. Tại vì mọi người thấy video này hay thì cho Bang một chia sẻ với một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới và những từ truyện tiếp theo. Và cụ thể là ở tập 3 của từ truyện này thì có lẽ Bang sẽ xin chia sẻ với mọi người để một nhân vật bóng truyền được rất là nhiều anh em yêu quý trong thời gian qua. Và nó biến chủ công đội trưởng đội tuyển bóng truyền con hồ Sở Hà Tĩnh Trần Đức Hạnh. Còn bây giờ xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 3 của series từ truyền về cả mùa sau truyền trên Volleyball BCT. Chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, bye bye.